Con có một người bạn thân là nữ 20 tuổi. Bạn ấy có tâm sự với con một chuyện thế này, thưa sư. Hôm đó bạn con nằm mơ, bạn cảm thấy thân mình tỉnh rồi, nhưng thân thể không động đậy được, cố gắng trở mình như thế nào cũng không thể dậy được. Sau vài phút thì thấy mình tỉnh dậy, cầm điện thoại lên thì thấy có người đằng sau lưng ôm bạn ấy, và hình ảnh phản chiếu trong chiếc điện thoại là một người nữ xõa tóc và nhìn bạn ấy cười. Bạn con hết hồn rồi tỉnh dậy lần nữa. Mấy ngày trước bạn con cũng bị hiện tượng y chang như vậy, và bạn nói với con bị người ta ghẹo, bị bóng đè, thưa sư. Cũng có nói với con là ban đêm bạn con ít ngủ và cũng không ngủ được, thường ngủ vào ban ngày. Bạn con đang lo sợ và con thương bạn con. Con kính nhờ sư chỉ bạn con cách để không gặp hiện tượng như vậy. Thưa quý vị, đó cái này nó có hai cái nguyên nhân. Cái hiện tượng mà chúng ta tạm gọi hiện tượng bóng đè đó, nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân sinh lý, và thứ hai là nguyên nhân tâm lý. Cái nguyên nhân sinh lý là như thế này. Có đôi khi đó, chúng ta, cái nơi chúng ta ngủ ấy, nó thiếu dưỡng khí, nó bị ngợp ấy, nó thiếu oxy, thì nó cũng dẫn đến cái chuyện là mình gặp những trường hợp như vậy. Cái thứ hai là cái tư thế nằm của chúng ta đó, có đôi khi mình nằm nó làm cho khí huyết nó không có lưu thông, tức là cái hơi thở của mình nó không có thông thuận, và cái máu của mình nó cũng không có thông thuận, thì tạm gọi là khí huyết không có lưu thông tốt, thì nó cũng sẽ dẫn đến một vài cái tình trạng tương tự như vậy. Cho nên cái việc đầu tiên ấy mình nên làm là phải kiểm tra xem là cái nơi chúng ta ngủ ấy nó có thoáng khí hay không, ha? Và cái tư thế ngủ của chúng ta nó có vấn đề gì hay không. Rồi chúng ta phải xem xét lại cái thói quen ngủ của mình nữa. Tại vì đó, khi mà chúng ta ngủ thức khuya và cái giấc ngủ của chúng ta nó rất là kém ấy, thì nó sẽ dễ dễ dẫn đến những cái cơn mộng mị. Và giấc ngủ của chúng ta không có sâu. Một người ngủ sâu á thì thường họ sẽ không có mộng mị, mà một người ngủ mà không sâu thì họ thường họ sẽ mơ thấy cái này, mơ thấy cái kia. Cho nên là chúng ta phải cải thiện lại cái vấn đề sinh lý của mình trước. Cái vấn đề tâm lý thứ hai đó là như thế này. Chúng ta có thể xem coi là ở cái chỗ mình ở đó, nó có vấn đề hay không. Vấn đề là như thế này nè. Có một số nơi đó Quy Nhơn họ đặc biệt ưa thích, ví dụ như nhà tù, trại giam, nghĩa trang, rồi những cái nơi mà có cái ao tù nước động. Thì những cái nơi tương tự như vậy đó, những nơi tương tự như vậy thường phi nhân họ sẽ ưa thích, và khi mà mình ở gần đó thì mình khó mà tránh khỏi cái những cái cách cư xử của mình á, nó vô tình nó chọc ghẹo người ta. Cho nên là mình xem coi là cái chỗ ở của mình ấy nó có vấn đề hay không. Có một số người đó, khi họ xây nhà đó, họ không để ý, họ xây ở trên mấy cái họ xây trên cái ngôi mộ mộ mà lâu á, mà họ người xây không có biết, tại vì đào móng thì không có đào trúng, nhưng mà khi mà xây nhà lên đó, thì xây lên trên đó. Cái vấn đề ở đây, cái phi nhân ở đây thì nó không phải là bản thân cái con người đã chết đó, mà do ở những cái nơi ngôi mộ đó thì phi nhân họ thích tụ tập,
tức là không phải con này mà là con khác đó. Nói theo cái kiểu mình nói vui như vậy, không phải cái người này mà là người khác. Tuy nhiên họ thích tụ tập, và cái nơi đó là nơi thích hợp để họ ở, họ trú ngụ. Mà nếu như mình không có làm cho cái chỗ đó nó sạch sẽ đấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến chỗ ở của người ta, thì người ta sẽ phá. Thành ra sẵn thì sẽ nhắc nhở luôn. Đây, tôi nhắc tại sao tôi nói cái chuyện này, bởi vì sư từng có kinh nghiệm ở gần, rất gần một trong ba nơi này, ba nơi sư vừa nói, và sư cũng bị phá. Thì cái cách giải quyết như thế nào? Đầu tiên ấy là quý vị có thể tu tập cái đề mục tùy niệm Phật. Bởi vì khi chúng ta tu tập đề mục tùy niệm Phật ấy, thì chúng ta sẽ vượt qua khỏi sự sợ hãi. Và cái tiêu chuẩn ha, tiêu chuẩn mà quý vị tu tập đề mục tùy niệm Phật là tiêu chuẩn như thế nào? Tiêu chuẩn là đến khi quý vị nằm mơ, quý vị vẫn có thể tùy niệm Phật được, thì khi đó là ổn. Bởi vì khi ngay cả khi trong giấc mơ, trong giấc ngủ mà quý vị vẫn có thể tùy niệm Phật được ấy, thì nó có nghĩa là cái tâm của quý vị đó, nó đã, cái mức khả năng định của nó khá tốt. Thì như vậy dù cho đó là một cơn ác mộng đi nữa, quý vị cũng có thể quay trở lại được một tùy niệm Phật, thì nó sẽ giúp quý vị vượt qua khỏi sự sợ hãi. Còn muốn biết được một tùy niệm Phật á, nó như thế nào, thì vui lòng xem qua kênh YouTube của sư. Trong danh sách pháp có cái danh sách là lớp Phật pháp nền tảng, kéo xuống dưới cùng thì nó có một loạt cái hướng dẫn phương pháp tùy niệm Phật theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Và cái cách thứ hai là gì? Là quý vị làm phước ở cái nơi quý vị ở đó, có thể làm phước hoặc là tre tăng hoặc là bất kỳ thể loại làm phước nào ở gần cái nơi, ở nơi quý vị ở, để sau đó đó quý vị chia phước đến cho thân bằng quyến thuộc cũng như chư thiên và phi nhân ở xung quanh cái nơi ở quý vị, thì như vậy họ hưởng được phước thì họ sẽ không có phá mình ha. Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba đó là quý vị tu tập đề mục từ tâm. Và khi quý vị tu tập đề mục từ tâm ấy, thì quý vị sẽ rải tâm từ đến với họ. Sư từng có, khi mà sư ở chùa Nam Tông là sư có đã từng có giấc mơ sư gặp phi nhân, mà sư không chắc họ là phi nhân hay là chư thiên địa cư thiên thì sư không chắc, nhưng mà sư cũng từng có cái giấc mơ. Thì cái việc sư làm đó là gì? Rải tâm từ đến với họ, rải tâm từ đến với họ. Và khi rải tâm từ như vậy đó, từ từ thì mình sẽ không có sợ hãi nữa, và mình sẽ có thể vượt qua được. Đấy. Và lời đề nghị của sư đó, quý vị nên làm một trong ba cái phương án của sư, hoặc là làm cả ba phương án, hoặc là làm hai phương án. Thì khi chúng ta làm càng nhiều á, thì nó càng có hiệu quả. Ví dụ như trong trường hợp của sư thì sư vừa rải tâm từ mà sư vừa làm phước, sư hồi hướng phước cho họ. Thì sau đó thì sư không có nằm mơ thấy những cảnh đó nữa. Quý vị có thể thử.